ngàn bánh quá rồi. Đó. Vậy một cái thông thường là bao nhiêu, một dĩa bao nhiêu cái bánh căn vậy? Thường thì là 35, còn như hai thứ thì là 40. Nhưng mà một dĩa là bao nhiêu cái bánh căn? 8 bánh. Thì nó cho dĩa 8 bánh. Cảm ơn chị. Đường Vạn Kiếp từ hướng Phan Đăng Lưu vào các bạn. Mình đi khoảng 300 m là thấy bên tay trái sẽ có một tiệm bánh căn. Đó là tiệm bánh căn của tiệm Trần Thân. Đây là tiệm bánh căn Phan Đăng các bạn. Trên đường Vạn Kiếp các bạn, Trần Thân. Đây là không gian của quán. Là bánh căn gì vậy chị? Bánh căn Phan Đăng. Này bánh căn trứng đúng không vậy? Trần Thân. Hãy subscribe 1 năm à? Hồi xưa là chị bán ở đâu? Ở quê. À, sao mới vô đây thôi đúng không? Em thấy cái tiệm này cũng mới thôi. Để em sửa cho. Để lại đó em sửa cho. Vô nhà ngồi á. Một thì chị tôm tôm tươi vô. Tôm tươi là mực tươi. Tôm tươi mực tươi luôn. Cái này là thịt heo toàn nhiễm. Phi hay là hành tươi gì? Sống mà. Còn món hành á chứ đâu có phi đâu. Rất là ngon. Uống này rau ăn chung với bánh căn hả chú? Ra phía không gian từ trong quán nhìn ra đường. Bạn kia các bạn.